Bây giờ là 4 giờ chiều rồi các bác. Thưa bác, là Quân mới nhận được cái thông tin là có một bạn gửi đến cho Quân, đó là cái cây dây tơ mành, và bạn ấy gửi hình ảnh cho Quân là cái dây mành mành. Thì bạn ấy bảo là có một trang web khá là uy tín, khi đăng tin về cây dây tơ mành, người ta lại nhầm sang cái cây mành mành, và muốn Quân làm một cái video để đính chính lại, sau đó là có những thông tin chính xác nhất cho các bác. Các bác, là Quân đã đến đây rồi, bây giờ là 4 giờ chiều, trời nó âm u, khá là âm u các bác, chuẩn bị mưa đấy. Cũng là thông tin gấp, do vậy là Quân sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu với các bác là một cái cây thuốc được sử dụng rộng rãi ở miền núi. Thưa bác, đây chính là dây tơ mành các bác nhé. Cây này dạng dây và nó có tên đó là dây tơ mành. Tại sao lại gọi như vậy? Tí nữa Quân sẽ phân tích cho bác. Thì đây là cái dây, đây bác, cái dây ngọn. Đây ạ. Cái lá non ấy, cái lá già nó sẽ sẫm màu hơn. Đây các bác, lá già đây ạ. Đó. Và dưới này là dây nó mọc trườn lên những cây khác đây. Cái cây này thì dạng dây và nó thường là nó sẽ mọc lên, nó trườn lên, vươn dài và leo vào những cái cây khác. Đây là như cái cây này. Quân sẽ lấy cái dây này xuống. Đây ạ. Đây các bác. Đây cái lá nó đây ạ. Cuống lá khá dài, từ 7 đến 10cm. Đây cuống lá đây ạ. Bề mặt lá thì nhẵn bóng các bác. Lá hình trứng, mép lá không răng cưa. Cái chóp thì nó sẽ có nhọn thuôn dài như này. Đấy, mặt dưới thì cân rõ rệt. Ở trên lá thì có một cân chính và từ 5 đến 6 cặp cân phụ các bác nhé. Đây chính là cái hình dáng cái lá của dây tơ mành. Thì tại sao người ta gọi là dây tơ mành? Bởi vì là người ta dựa vào một cái đặc điểm rất là hay của cái lá cây này. Đấy các bác thấy chưa? Có những cái sợi tơ đấy. Đây ạ, đấy. Chính là cái nhựa của lá này. Và nó sẽ tạo thành những cái sợi tơ, giống như là cái sợi tơ nhện. Do vậy là cái cây này nó có tên là dây tơ mành các bác nhé. Đấy các bác thấy chưa? Đấy. Cái lá khi vò, khi vò nhai thì nó có vị đắng và nó có một chút chất nhớt các bác nhé. Nó vị khá là đắng đấy. Khá là đắng. Dựa vào những đặc điểm này thì các bác có thể là nhận biết được cái dây tơ mành ở trên rừng. Và cái cây này thường thì nó ra hoa màu trắng hoặc là màu vàng các bác nhé. Mùa quả thì nó sẽ vào rơi vào tháng 9 hoặc tháng 10. Ở đây thì không có cái dây to. Lát nữa về thì Quân sẽ cho các bác xem cái dây khi đã được băm, được thái lát ra. Cái bề mặt của nó thì nó có những cái hoa bên trong ấy, trông khá là đẹp. Đấy, một số những hình ảnh các bác nhận biết cái dây tơ mành này và tránh nhầm lẫn sang cái cây mành mành người ta làm cảnh các bác nhá. Thì sau đây thì Quân sẽ chia sẻ với các bác một số những cái bài thuốc sử dụng đến cái dây tơ mành này. Đấy các bác, cái cây này thì thực ra nó cũng không phải là hiếm ở trên vùng cao đâu. Đây các bác, đây là cái chỗ sườn núi, ở bên kia là làng bản này. Đấy, nhà sàn đấy, ruộng ngô này, bụi tre này. Nói chung là rất là gần, nó không phải là hiếm, không phải là loại cây hiếm đâu. Do vậy là khi mà cần thiết thì người ta cũng có thể là lên trên ven núi để người ta hái cây này về làm thuốc. Còn cái thân, cái dây của cây này cũng là một cái vị thuốc khá là tiêu biểu trong đông y. Những vị lương y ở đồng bào vùng cao người ta sử dụng cái dây này rất là nhiều. Thứ ba là dây tơ mành là có vị đắng,
Chát tính ôn, tác dụng ôn thận, ích khí, sát trùng và cầm máu. Quy vào kinh thận. Do vậy là trong những bài thuốc chữa về di tinh, suy nhược cơ thể, da nhiều mồ hôi, đái dắt, thấp khớp thì người ta thường cho cái dây tơ mành này vào trong cùng với những vị thuốc khác trong các bài thuốc. Thì đặc biệt là ở trên vùng cao, trong những bài thuốc người ta sử dụng cái dây mà khi mà thái lát ra có cái dạng hoa ấy, thì chính là cái cây này. Đấy, tác dụng là ôn thận, quy vào kinh thận rất là tốt. Trong nhất đặc biệt là trong các bài thuốc về chữa sỏi thận, người ta rất hay cho cái cây dây này vào. Đấy các bác nhá. Thưa bác, dây tơ mành là một cái vị thuốc điển hình được sử dụng rộng rãi trong đông y và trong y học dân tộc. Các vị lương y vùng cao người ta thường xuyên sử dụng cái cây này trong cái bài thuốc chữa về thận. Ở video ngày hôm nay của Quân thì muốn các bác phân biệt, nhận diện chính xác cái loại cây này ở trong tự nhiên, cùng với một số những lưu ý các bác trong quá trình sử dụng. Bác nào biết thêm thông tin về dây tơ mành cùng với những bài thuốc hiệu nghiệm thì các bác có thể bình luận xuống bên dưới các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Quân.